trọng tài đuổi hai cầu thủ U23 Việt Nam, lần đầu rút hai thẻ đỏ, trận trong sự nghiệp. Trọng tài Messari Ansamari đã rút tới hai thẻ đỏ cho cầu thủ U23 Việt Nam trong trận thua 0-3 trước U23 Iraq. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, ông Ansamari xử phạt nặng tay đến như vậy. Ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, thuộc lượt đầu tiên giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023, hai cầu thủ U23 Việt Nam đã phải chịu thẻ đỏ từ trọng tài Messari Ansamari. Phút 22 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, từ một đường chuyền ngang bất cẩn từ bên cánh trái của đội trưởng Phan Tuấn Tài, Mohamed Awai, số 10 của U23 Iraq cắt được bóng. Anh băng lên sát vòng cấm địa. Không còn cách nào khác, trung vệ Thồng Vũ Tiến Long buộc phải phạm lỗi trước khi đối phương đưa bóng vào vòng 16m50. Trọng tài Ansamari lập tức rút ngay thẻ đỏ. Nhưng ông lại rút thẻ phạt đối với Lương Duy Cương. Trung vệ này phân trần sau đó, trước khi trọng tài Samari phát hiện ra sai lầm của mình và rút thẻ đỏ về phía Tiến Long. Ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu, tiền vệ vào sân thay người là Võ Hoàng Minh Khoa phải nhận thẻ vàng thứ hai trong trận, đồng nghĩa với một thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ U23 Iraq. Như vậy, U23 Việt Nam đã phải chịu tới hai thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Iraq. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử, U23 Việt Nam lại bị rút quyền thi đấu tới hai người trong một trận đấu. Bản thân trọng tài Messari Ansamari cũng có lần đầu tiên trong sự nghiệp rút tới hai thẻ đỏ trận. Trước đó, vị trọng tài này đã điều khiển 41 trận đấu chính thức, rút 6 thẻ đỏ gián tiếp, 2 thẻ vàng trận và 8 thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng không có trận đấu nào mà ông phải rút tới hai thẻ đỏ.